Không chung đụng với ác pháp. Như thế nào gọi là ác pháp? Tham sân si. Thầy trong lúc đó không được chung vì có cái nhớ cái chân này. Nó tất trời đó là không chung đụng với nó. Thứ bảy, tự mình đi tới cõi trời. Ai đi tới cõi trời, mình đi tới cõi trời. Tự mình đi tới cõi trời. Thứ tám, người cái chân tư duy
Như thế nào gọi là suy nghĩ đó? Nhờ việc có trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ, suy nghĩ đó. Có trí nhớ để suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó nhờ cái chứng tư duy. Thì chính thường được quả an vui. Chúng ta muốn được an vui thì mà cảm thấy chúng ta được an vui. Đi an vui, đứng an vui, ngồi an vui, mình nằm an vui. Thưa mời cho người sẽ đắc đạo quả niết bàn. Là cuối cùng của con đường. Đó là phương pháp hành thiền của quý vị. Câu hỏi làm sao những cái mà xảy ra như vậy thì có trí nhớ không? Trí nhớ niệm mà quý vị sẽ thấy cũng như đang tập. Sư xin nhắc thêm, nếu mà tôi niệm vậy tôi hoài có bài làm sao? Giờ làm sao vậy? Nhớ lời Đức Phật dạy. Trong 45 năm Đức Phật nói chúng ta nhân quả, nhân quả, nhân quả. Tội phước, tội phước. Tôi làm cái này làm hết không đồng gì. Cái cuối cùng nhân quả rồi. Đó là cuối cùng của chúng ta. Chấp nhận nhân quả, chấp nhận. Cuối cùng bác sĩ cũng trị được. Cái thân này giao cho bác sĩ cũng trị được. Đó là nhân quả. Hành thiền như thế nào? Bắt đầu chấp nhận cái điểm này, chấp nhận chỗ này. Vì chúng ta không chấp nhận, có một sự chống đối giận bực bội đưa chúng ta đi, thì cái lợi ích của người hành thiền đặc biệt nhất, cái đó tới được chấp nhận rồi. Sư có một cái bệnh hồi nhỏ, sư có bệnh hồi 30 tuổi, bệnh là bệnh phổi ở Việt Nam. Bắt đầu dùng thuốc, hai ba bác sĩ đề nghị phải giải phẫu, giải phẫu. Hai ba bác sĩ, ôi bây giờ thuốc nhiều lắm, có bị được khỏi, dùng thuốc đi. Bắt đầu sư chạy, nhiều bác sĩ. Có đi một bác sĩ, ông nói ông cho thuốc, cho đủ, đủ số rồi. Ông thấy con bệnh bắt đầu bô phổi, hồi xưa kia cho tiến bộ bô phổi của gì, chắc chưa được. Bắt đầu bô cũng đưa một cái gió vô, ép lá phổi, nghĩa là ép cho phổi, đừng cho lá phổi nó làm việc. Ép nó yên, chỉ yên nó không làm việc, bắt đầu nó lành. Mà khó chịu rồi, lá phổi mình ép khó chịu, khó chịu. Sự bô được có một lần sẽ bỏ rồi, nó bất bình thường, khó chịu, cái gió cũng như bô. Không biết gì, cái thử ra, đi soi ruột nó bắt. Bắt ôm gió luôn, ôm gió luôn, khó chịu lắm. Mà trong lúc đó nó khó chịu giống như là gà mặt đại thì khó biết. Mà nó cũng biết cách bắt người Mỹ đeo rớt rớt nó đang nắm. Bắt đầu mình cũng phải êm nó thôi. Nó làm giữ nó một cái nắm á, vậy đó. Cũng như là muốn đòi cái cậu vậy đó. Nó khiến nó khó chịu nắm. Bởi vì nó đang uống thuốc, mình cảm giác thôi. Cảm giác không yên giống như muốn vậy. Nó nói cái nào nó biết đó. Nó biết không có gì tại một cái cảm giác. Sara nam gacchami.